Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình lại đi khám phá một cái nhà hoang nữa. Mình sẽ đặt camera ở cái nhà hoang này theo lời yêu cầu của các vị khán giả xem video kênh mình. Thì các bạn cũng thấy căn nhà này là rất là quen đúng không? Coi cối nó lên rất là xum xê, cái sân mà coi nó lên rồi các bạn, không? Mình chỉ đi vào để mà đặt camera trong cái nhà hoang này. Đây này các bạn, cái căn nhà hoang này thì hôm bữa trước là cái ly ở trên cái trang nó rớt xuống các bạn. Rồi ở ngoài cái cửa sổ này thì có rất là nhiều cái tiếng đồng lạ. Nhiều vị khán giả đã kêu mình đến đây để mà đặt camera. Thì mình sẽ đặt camera ở đây nghe. Hôm nay mình sẽ không dùng đèn pin mà dùng đèn còi nha các bạn. Dùng đèn còi để mà nhử linh hồn nó lên. Bởi vì đèn còi có tác dụng là dụ ma các bạn. Mình sẽ thích mấy cái đèn còi ở đây. Giờ mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái camera này để đi ra ngoài. Đường rất là khó đi các bạn ơi. Ở đây đường ở đây gai góc không các bạn thấy không? Đi rất là khó khăn. Đi ra ngoài xem ở trong đó có cái hiện tượng gì không. Mình sẽ đi ra ngoài đường luôn nha các bạn. Ngay xe của mình dừng ở ngoài gần đường luôn này.
Không biết là ở bên trong các bạn có nghi thấy gì không? Nếu có nghi thấy gì thì các bạn hãy comment xuống dưới, bình luận xuống dưới cho mình biết nha. Thực tình thì đi khám phá mấy cái nhà hoang này cũng lạnh gáy lắm các bạn ơi. Và nguy hiểm nữa. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha.
Hồi nãy giờ mình ngồi ngoài này cũng khá lâu rồi các bạn. Thôi bây giờ mình vô, mình xem thử ở bên trong có gì không nha. Bây giờ mình chuyển sang camera show nha. Bây giờ mình vô nha các bạn. Không biết ở bên trong các bạn có thấy gì không? Để mình coi cái pin cho nó sáng. Bây giờ mình đi vô nghe. Ngồi ở ngoài này có chim cú kêu các bạn. Hiện tại thì mình đã vô đến nơi rồi. Mình tạm thời dừng cái camera này nha. Không biết là các bạn có cảm nhận được điều gì không? Mình ở bên ngoài thì mình nghe chim cú kêu các bạn. Ở trong này các bạn có nghe được không? Đến bây giờ thì hình như là bốn cây đèn cầy vẫn còn y nguyên, có vẻ như là không có cái hiện tượng gì. Chim cú kêu rất to các bạn. Bạn có nghe chim cú kêu không? Đó. Bây giờ là 12 giờ đêm và có tiếng chim cú kêu. Đâu vậy ông? Ở đâu nghe kêu cái rồng rồng đồng đồng vậy ông? Rọc rọc vậy ông? Kêu riêng riêng nữa. Đâu kêu riêng riêng. Thì thưa các bạn, cái nhà này này hôm trước là mình đã khám phá một lần rồi. Và cái cánh cửa này, hồi nãy cánh cửa này mở, bây giờ đóng. Bây giờ mình mới phát hiện ra. Cái điều gì về đó không? Chim cú kêu các bạn ơi. Kêu ở đâu vậy không? Chỗ nào kêu riêng riêng vậy? Quay này hả? Chỗ nào kêu riêng riêng vậy ta? Thì thưa các bạn là thực ra thì mấy hôm nay mình về mình có tham khảo mấy người lớn tuổi. Mấy ông cụ lớn tuổi nói rằng là thường hay thấy một cái vị quan mà ý đại khái là có một cái ông ấy, ông cưỡi ngựa, ông hay đi trong xóm, ông hay đi ở ngoài đường, ngoài đồng các bạn, những cái chỗ mà vắng người ấy. Và nó kêu reng reng thì do là người ta nói rằng ông đó là quan viên triều đình, bởi vì cách đây khoảng 250 năm ấy thì khu vực này là khu vực Gò Kho, tức là cái kho quân lương của nghĩa quân Tây Sơn Nguyễn Huệ các bạn. Hồi xưa nhà Tây Sơn lên cầm quyền thì khởi nghĩa thì đã đóng cái kho quân lương ở đây, quân lính đóng ở đây. Và các vị quan lớn họ kể rằng là có một cái ông
là ổng làm quan mà quan triều đình nhà Tây Sơn mà quan quan lương thực ấy các bạn, thu lương thực. Nhưng mà cái năm đó thì dân ở đây thì mất mùa, và ở cách ở đây á, là khoảng tầm 3 cây số là cái đầm Đạm Thủy ở khu vực Đề Di các bạn. Đầm Đạm Thủy thì ở đó người ta làm muối gọi là diêm dân á, mà do năm đấy mất mùa cho nên ông ta thu không có đạt cái số lượng yêu cầu, và về muộn cho nên là ông ta đã bị xử trảm một cách oan. Cho nên là bây giờ cái người ta nói rằng là cái ông mà ông cưỡi ngựa đi ấy mà có lục lạc nó kêu rẽn rẽn ấy, là mà mình hôm bữa mình thấy ấy, ở ngoài đồng á, là mấy người họ nói rằng đấy chính là cái vị quan viên của triều đình nhà Tây Sơn chứ không phải là quỷ không đầu. Thì mình thấy đi ở ngoài đường như thế thì những cái oan hồn mà họ đi ngoài đường như vậy thì mình gọi là quỷ không đầu. Quỷ không đầu bởi vì đó là những cái linh hồn chết oan, nó oan ức cho nên nó không phải là ma mà đã biến thành quỷ rồi. Nhưng có nhiều người lớn tuổi họ nói rằng ông ta cũng rất là hiền. Mình nghe tiếng kêu rỉnh rỉnh ở gần đây nhưng mà không biết ở đâu. Thì mình cũng đang lạnh xương sống quá. Và bên ngoài có tiếng chim cú kêu nữa cho nên mình cũng hơi rợn trong người. Thì thôi mình xin phép dừng video ở đây nha. Mình sẽ tắt bóng cây đèn cầy này và mình dừng video ở đây và mình đi về. Nếu mà để đèn cầy nó cháy ở đây luôn á thì rất là nguy hiểm. Cho nên thôi mình đi về đây các bạn. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cũng như là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm những cái video và clip tiếp theo nha.